kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sang đến sáng nay thì mưa tại khu vực Bắc Bộ đã giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện tại một vài nơi thuộc vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, trời vẫn duy trì nhiều mây và nền nhiệt độ vẫn còn khá rét buốt. Tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tình hình mưa cũng đã giảm hơn về diện và về lượng, nền nhiệt đang có xu hướng tăng dần trở lại. Tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên đạt ngưỡng 29-31 độ và tại Nam Bộ đạt ngưỡng 31-33 độ. Trong đêm nay và ngày mai, khối khí lạnh đang tồn tại từ mấy ngày nay ở Bắc Bộ vẫn gây ra thời tiết xấu. Ở các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, do gió có hướng đông-đông bắc từ biển thổi vào. Tuy cường độ không mạnh nhưng cũng khiến cho độ ẩm không khí tăng cao, nhiều nơi trên 90%, thậm chí có nơi lên đến 100%. Toàn khu vực trời vẫn nhiều mây và có mưa nhỏ vào đêm và sáng. Từ đêm mai khi khối không khí lạnh mới bắt đầu tăng cường và tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ, gió đông bắc lại mạnh dần lên và nhiệt độ giảm dần xuống. Các khu vực miền núi sẽ có rét đậm, rét hại. Đợt rét này có thể kéo dài đến hết tuần, vì thế bà con nông dân cần chủ động phòng tránh rét cho vật nuôi và rau màu vụ đông. Dịch xuống miền Trung. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Nghệ An nằm ở rìa tây nam của khối không khí lạnh nên trời cũng nhiều mây, có mưa nhỏ vào sáng sớm và trời còn rét nhẹ. Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa rào nhẹ ở một vài nơi với nhiệt độ tăng dần, cao nhất từ 25-27 độ. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, ban ngày trời có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Riêng tại khu vực Tây Nguyên về đêm trời rét nhẹ, cá biệt tại Đà Lạt vào nửa đêm về sáng thì nhiệt độ giảm xuống xấp xỉ 12 độ, trời rét như ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Do nằm gần xích đạo nên tại khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, nhiệt độ cao nhất hầu hết từ 32-33 độ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Đông như là tại Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa trưa thì trời nắng khá gắt với nhiệt độ lên đến xấp xỉ hoặc trên 34 độ. Về tình hình thời tiết ngoài khơi, hiện nay có một cơn bão có tên quốc tế là Bofa đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền nam Philippines. Vào hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở cách đảo Mindanao của Philippines khoảng 460 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167-183 km/h, giật cấp 17, cấp 18. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ chiều mai thì vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực phía Bắc của đảo Mindanao. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở cách đảo Mindanao của Philippines khoảng 130 km về phía Nam. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118-149 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, có nơi từ 25-27 độ. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi có nơi từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa nhỏ về đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét ở phía Bắc, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, phía Bắc từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Bắc từ 23-26 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tại khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24-30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26-30 độ.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.